Tác giả Hoàng Cầm, người đọc Trân Châu. Đoạn 11, hồi thứ 3. Ngày đêm hôm ấy, trong một căn hầm nhà ngục, tường đá nặng nề như đè chặt lấy người. Một cửa giữa có bậc đá trên mặt đất, một cửa bên thông sang hầm bên cạnh. Trong hầm, một chiếc chõng tre, chỗ nằm của người què, một bình nước, đầu chõng một ngọn nến. Khi mở màn, văng vẳng tiếng chiêng trống từ một bãi pháp trường đang xử trảm tù nhân. Người què đang nằm, bỗng chống tay ngồi dậy nghe ngóng. Tiếng chiêng trống mỗi lúc một rõ, lúc đó vào đầu giờ tuất. Cảnh một. Người què lại chém người, chúa nguyện lại chém người. Khi gà lên chuồng, lũ quan hồn rên rỉ khắp non sông. Còn nói chi người giả dại giả ngông, lấy men rượu mở tấm lòng khí tiết. Còn nói chi người đề thơ lá biếc, gửi tin về chúa cũ sống đưa gieo. Còn nói chi người liệm võ lưng đèo, khen tuổi trẻ gửi bánh xe dông quốc. Chết là hết, khi bàn cờ tàn cuộc, thì mặt chàng tiểu tốt tạo thời cơ. Ai khôn ngoan nên vào ngục đợi chờ, sự thắng bại mặt trời cao xếp đặt. Chính Kiều Loan bên cạnh hát véo von, sống chật đất chết thêm đầy đất, thà tàn theo trăng giỏi chân mây. Tìm hơi thở cũ mà sai, hát trên nỗi cỏ dưới bầy ma thiên. Người què, ha ha ha, giọng hát những người điên, nghe ra nhiều lý thú. Bây giờ chưa muốn ngủ, thì mời bạn sang chơi, gây lấy một cuộc cười, cho nhà tù đỡ rét. 3 năm chẳng biết trăng tròn khuyết, đêm nay trăng xế đến đâu rồi, mắt ta nhìn mãi tường rêu đá, cũng hóa thành trăng lạnh lẽo soi. Ta mất đêm rằm quê vợ cũ, mất ngày rồng cắn tuổi lên 10. Vợ ta trách mãi người trong ngục, quên rằng tình trăng muôn dặm khơi. Khi ta mượn cảnh con chim nhạn, sẽ giúp trời xanh thăm thẳm sâu, mỏ ngẫm trăng về thăm vợ cũ, nhìn xem ngực im có phai màu. Cảnh hai. Lại tiếng chiêng trống. Lần này người què nép vào một xó tường như muốn trốn tránh tiếng chiêng trống quái ác. Người què, đừng chém người, thôi hãy cất đao. Ngục quan mở cửa từ bậc đá cao bước xuống. Người què hốt hoảng nép vào một xó khác. Ngục quan, này ông què, có chi mà hoảng sợ, tôi đây mà. Người què nhìn kỹ, trời, ngục quan, tôi nhớ đêm trước gặp ma, hình dạng cũng thế này. Ngục quan, tôi là ma vào chột với ông đây. Này, đêm mai đến lượt ông đứt cổ. Người què, thế cũng hay, dễ thường tôi tốt số. Ăn cơm tù đã ngấy đến mang tai, rụng cái đầu hồn lại được thảnh thơi. Ngục quan, nói đùa thế, chứ ông thì ai nỡ. Người què, thế cũng hay, vợ chờ ngày đoàn tụ, được vỗ cái lưng còng, được vuốt cái râu bông. Ngục quan, đừng đùa nữa, tội ông là chết chém từ lâu rồi. Người què cúi đầu kính cẩn một cách khôi hài, nhờ ơn đức chúa công. Ngục quan, chính là nhờ một bận ông chơi ngông, đánh thuốc độc giết ngon tên phản nghịch,
là con trai quan đô thống Nguyễn Viêm, nên cái đầu cái cổ vẫn y nguyên, ông khá lắm. Người què thì cũng cho hắn nếm vị thuốc tiên ngọt hơn là chết chém. Công lao gì tôi thương hắn mà thôi. Ngục quan ấy nhờ ông mà nó chết xong xuôi. Hoàng đô thống ngỡ thằng con tự tử, không oán hận gì, chúa công càng tỏ rõ lòng chí nhân. Hạ chỉ tha kẻ thù, ngay sau khi thằng chó chết uống no liều thuốc độc, lão Nguyễn Diêm càng ra sức đái tội lập công. Ông què tài thực. Người què: thế là tôi đã rụng cái đầu bù, tưởng được về quê thăm mẹ đi thằng cu, ai ngờ vẫn có duyên cùng ngục đá, hôm nay lại chém người, nghe chán quá. Ngục quan: thôi ông ơi, mai ông sẽ được tha. Người què: quan lớn nói đùa. Ngục quan: nói thật đấy mà. Đây này, vợ ông từ miền xa Quảng Ngãi có viết đơn trần tình lên bộ lại, xin tha chồng lời lẽ chắc tai ghê, nên nghe đồn chúa thượng đã chuẩn phê. Người què: ai tin được. Ngục quan: tôi được lệnh từ sáng phải đối xử với ông ra tình bầu bạn. Người què: lệnh của ai. Ngục quan: lệnh quan Hình Thị Lan. Thôi sớm mai ông sẽ được về làng, có ngựa cưỡi, chúa cho 10 lạng bạc. Người què: thế càng hay, sắm được cổ áo quan, khi về quê làm quà cho vợ cũ. Ngục quan: tôi nghe đồn vợ ông rất hay chữ, con gái cụ nghè còn xuân lắm phải không. Người què: xuân hay thu nào ai biết. Ngục quan: thương chồng mà lặn lội về kinh kỳ kêu khóc, thấu đến tai vua thật là tài đức. Người què: nó về tận đây chuyện có thật chăng, hay lại tào lao tin nhảm đồn xăng. Ngục quan: chuyện thật đấy. Thôi này tôi bảo nhỏ, muốn được yên vui về nhà với vợ, cầm lấy cái này. Ngục quan chúi vào tay người què một gói giấy nhỏ. Người què co tay lại, lại một món thuốc tiên. Ngục quan: cũng y như con trai lão Nguyễn Diêm, nhưng lần này là một người rất lạ, chở một tướng tài chiến công hãn mã. Chúa đang tin người đẹp lạ lùng, không chiếc ả này thì rối loạn tư tung, mà giết đi e lòng người oán hận, lại phải nhờ ông. Người què: đêm nay tôi bận, những hồn ma vừa đứt cổ ngoài kia sẽ vào đây ngồi chuyện gẫu đến khuya. Ngục quan: một lão già và một người gái đẹp, lại phải nhờ ông. Tôi sẽ tháo xiềng giam ở hầm bên cạnh. Này, nói riêng cho ông biết, hai người là tướng giặc, đốt phá nhà dân môi gan khoét bắc, cả hài nhi tội ác ngập kinh thành. Người què: bịa chuyện làm gì, giết quách cho nhanh. Ai cũng một lần, chúa vua cũng chết, chỉ có khác người trong chiên khủng khiếp, xoạt cái đầu rơi, người phượng tiễn rồng đưa, nhạc lâm ly ngất nghỉu ở trên mồ, lăn với tẩm thì cũng ăn đất cả, còn bao nhiêu kiếp sống thừa tàn tạ, mối đùng trong đầu mọt nghiến trong xương, ăn quẩn nằm quên chuột gặm chân giường, vẫn đội mũ đi hia tưởng mình còn sống. Ngục quan: thôi đồ gàn, nói năng chi lỏng chỏng khó lọt tai, nhớ đây cả hai người, đừng để quá nửa đêm, tôi sắp sẵn rượu rồi, lúc xong dịp cánh ta làm mấy bát, túy lý càng khôn tha hồ khoác lác, vua cho cái đùi hư. Người què: hay cái đùi người. Ngục quan: thật đùi hư. Ông lẩm bẩm lắm rồi, đúng đùi hư, ta uống say đến sáng,
đã sẵn ngựa lại có tiền sủng soạn, tôi tiễn ông ra tận phía Nam Môn. Bà vợ ông mong lắm, cả thằng con lên tám nhỉ, ấy thế là sum họp. Tù mãi mỗi lưng có người đấm bóp, ngựa chồng đi giống vợ cũng liền bên. Ở tù ra mà như đổ trạng nguyên, về bay tổ ôi chao là sướng. Người què, quái lạ thật, đời mưa to bão lớn, kiếp người ta như bụi khuôn trăm vương. Sao con vợ tôi nó lại biết đường, mò ra được đức ông chồng biệt xứ. Ngục quan, cớ gì đâu, ông có công giúp chúa, giết im re thằng con lão tướng Nguyễn Diêm. Quan thị lang vừa tra xét họ tên, và quê quan sai người về Quảng Ngãi, dò hỏi nhà ông ba gian trong trại, vợ còn xuân khóc nhớ mấy năm ròng. Quan thị lang bèn mách rõ tin ông, xui bà vợ làm đơn mà khiếu khổ. Việc ấy ngữ trình chúa công đức độ, rất thương dân mà lại biết dùng người. Người què, biết dùng tôi thế càng hay. Ngục quan, chúa biết lâu rồi, giết kẻ thù mà vẫn thành ân nghĩa. Người què, chiên trống im rồi, mấy trăm người nhỉ, mỗi một đêm mà vua chém mấy trăm người. Chúa biết thương dân, biết dụng nhân tài, chúa lại biết chém người như chém chối. Ngục quan, thì hẳn thế. Người què, ngài thiên tử bị Tây Sơn đánh đuổi, lạc lõng trong rừng lết hết kiếm ăn. Chúa đã quen tay chém cỏ chém măng, nên cái thuật chém người thành giỏi quá. Ngục quan lại dúi gói thuốc độc vào tay người què. Thôi này ông, cầm lấy đi. Người què, gượm đã. Ngục quan, còn gượm à? Sang giờ tuất lâu rồi, cầm lấy đi, bình nước lã chưa vơi. Phải khéo lắm, họ mà không chịu uống thì công lao quan thị lang thật uổng, thì chúa cũng bất đắc dĩ phải ra tay, hoặc chém đầu, hoặc thiêu sống, hoặc phanh thay. Làm như vậy chúa công mang tiếng ác, thì hỏng cả, ông cũng không ra thoát. Cả thân tôi rồi cũng đến tan tành, ông nên thương vợ tuổi còn xanh, con còn bé chờ bên ngoài cửa ngục, cầm lấy nào. Lúc này người què không co tay lại như cái máy, bỏ gói thuốc vào túi. Ngục quan, tôi đi tuần một lúc, cả hai người, ông nhớ đấy, cả hai người. Cái kìa, nhìn sang hầm bên cạnh, cấm binh đã dẫn họ xong rồi. Ngục quan đi ra ngoài, người què ngã lưng lên chõng, ngâm thơ. Người què, tù hãm ba năm da mốc thất, mai về kỳ cỏ biết bao sông, giếng khơi giật cạn lao chùi mãi, vợ vẫn chê hôi vẫn bão nồng, than rằng tù ngục gia long, mùi hôi kết lại chân lông chẳng mòn, năm sau vợ đẻ thằng con, trên lưng mang cái búa tròn đỏ que, nhà vua giáp kiếm đến ghè, ghè ngang mà ghè dọc bu thè lưỡi ra, bu cười sao dám ghè ta, bu này là bu ông cha Nguyễn Triều